Hi, xin chào anh em, chào mừng anh em đến với kênh của mình nha. Hôm nay thì mình đã ráp xong cái bộ OK 3-1 nha anh em, là siêu phẩm OK 3-1 luôn. Đó. Rồi trước tiên vô video clip thì xin chúc anh em xem video clip có một tối đàn em vui và sức khỏe nha, để chuẩn bị cho ngày mới tốt lành nha anh em. Rồi giờ mình sẽ đi vào chi tiết cái bộ máy này nha. Con này là hiệu GR311VH1220 nha. Đó, nó có mã số là 613. Đó. Dòng OK 311 thì tiên sứ của nó là 20 ly nha anh em. Nó xài với mức áp tầm 80 đến 100. Đó, 103 là anh em xài với cái lỗ bét ly 8 2 ly thì nó sẽ ra vừa có nước vừa có áp. Con này thì đầu thì gọi là siêu phẩm luôn nha anh em, rất là đẹp luôn. Đó, con cái đầu đồng của nó này sáng luôn nha anh em, sáng bóng luôn. Đầu đồng quá đẹp luôn nha anh em. Mấy con này thì mình tháo trong thùng cách âm ra nha, mình đã tháo trong thùng cách âm ra thì có nhiều đầu rất là đẹp luôn. Đó, nhiều đầu rất là đẹp nha, mua được nguyên ring. Đó, con này thì mình có gắn cái đồng hồ, cái đồng hồ ring của nó luôn nha, đồng hồ của Arimitsu, đồng hồ ring luôn nha. Lúc trước về nó không có đồng hồ, mình gắn cái đồng hồ ring như vào luôn. Tay hồi chính áp nha, còn nguyên ring, tay hồi chính áp, tay hồi điện luôn à. Đó, nó đang nguyên ring nó dậy luôn. Đó, đầu rất là đẹp nha anh em, nước sơn nè, không tróc xí sơn luôn nha, không tróc xí sơn luôn nha anh em. Mặt sau nè, đó, rất là bóng luôn nha. Đó, mặt sau rất là bóng luôn, quá đẹp nha anh em. Con đầu này là xuất sắc luôn nha. Đó. Rồi con này thì được lắp qua cái motor điện Toshiba 3K7. 3K7 mình đã đấu lại điện một pha nha, Toshiba nha anh em, dòng Toshiba. Dòng này motor khí nè, chạy rất là mát máy và rất là êm luôn. Đó. Con này thì mình có lắp đấu qua tụ, mình đấu qua tụ rồi mình đấu qua mạch chích nha, là xài điện một pha. Chạy con này áp cầm 80 với lưu lượng nước 20 đến 25 lít, thì thích hợp với anh em rửa xe tải, ô tô thì dùng chạy trên nhà nha anh em, điện một pha nha. Đó, điện một pha là xài con này là rất là khỏe luôn. Đó, rất là khỏe luôn nha. Đó, con này thì mình lắp con cốc âm nha, lắp cốc âm. Âm thì trong này thì mình tiện cốt âm, rồi mình lắp vào, lắp bắt chân nha, bắt chân. Đó, lên một cái mâm xe đẩy, mâm xe đẩy nha. Đó, mâm xe đẩy. Đó, mâm xe đẩy thì mâm này thì dưới này này nó có cao su nha, cao su giống trắng nè, rất là êm luôn, cao su rất là êm nha. Đó, cái mâm này có xe đẩy luôn nha anh em, cái mâm này nó có cái khung luôn nè. Đó, có khung luôn nha. Cũng là thì để cho anh em xài xong anh em gắp cái dây lên đây, gắp cái dây lên đây nha, khỏi mình khỏi phải để dưới đất chỉ cho nó. Đó, khung này để dây lên đây luôn nha. Đó, để dây lên đây. Đó, để súng lên đây luôn, hai bánh xe nha, hai bánh xe đẩy khá là đẹp luôn nha. Đó, con này thì nó xài mình có lắp cốc lọc Arimitsu nha, cốc lọc Arimitsu, lọc của bãi Nhật luôn nha, lọc bằng đồng máy nóc, đồng máy nóc nè, rất là chắc, rất là chắc luôn nha. Đó, dây út hồi bãi Nhật luôn nha, út hồi bãi Nhật luôn. Đó, anh em xài cái lọc này nha, anh em xài lâu này thì xả ra thì nó có rác dưới này nè, động dưới này nè, anh em xả ra cho nó vệ sinh máy, trên cốc lọc thì máy nó sẽ bền hơn. Đó, con này thì được lắp qua shop nấu nhanh luôn nha, nấu nhanh bãi Nhật luôn, nấu nhanh này có con bi chỗ này nha. Đó, rút ra có con bi chỗ này nha anh em. Đó, con bi chỗ này nó gắn vô. Rồi dây thì xài dây mới. Đó, dây mới, dây bãi Nhật, dây mới luôn nha. Đây chịu áp được 253, 215 bar nè. Đó, xài rất là bền luôn. Rồi thì lắp qua súng quý luôn nha, súng quý nha anh em, súng quý nè, súng này là Italia nha,
in Italia nha anh em. Con này thì chạy áp được 303 lưu lượng 30 lít. Đó, xuống Mỹ cố gắng nấu nhanh nha, nấu nhanh bãi Nhật luôn. Đó, khớp chống xoay nha, chống xoay dây luôn nha anh em, chống xoay dây luôn nha. Họ đang chạy cái bét ly 8 nha. Rồi bị con này thì mình có lắp qua công tắc on off nha anh em, công tắc on off này. Đó, mình có chế cái bát lắp qua công tắc on off nha. Đó, on off. Rồi thì giờ máy đang em bật, đang là bật CB rồi nha, đang bật CB rồi thì rồi giờ mình sẽ bật máy bấm nút on nha anh em. Đó, máy đang chạy nè. Đó, máy đang chạy rất là em nha. Đó, anh em thấy không, chạy rất là em luôn, chạy luôn nha anh em. Đó, chạy rất là em, lắp bằng đem một thẳng là chạy rất là em nha. Rồi bóp còi súng cho anh em thấy nè. Quá dữ nha anh em, áp 83 cắt súng là máy gì không nha, cắt súng là máy chạy không tải nha anh em, chạy không tải rất là em luôn. 83 mà cái lập cái đa anh em thấy không. Quá là dữ luôn nha anh em. Đó. Bắn rất là mạnh luôn. Đó, quá dữ luôn nha, quá mạnh. Đó, ngắt súng mà. Ngắt súng máy chạy rất là êm nha. Chạy rất là êm luôn nha anh em. Con này cho thì có áp 83 nha anh em, 80. Ở này nó có lắp kè lại luôn nè. Đó, lắp kè lại luôn. Đó. Lắp kè lại luôn nha. Áp 80. Thấy không? Quá dữ mà. Vừa có nước vừa có áp luôn nha anh em. Ấy, chạy rất là ngon luôn. Quá đã luôn nha. Máy thì không bị xì xẹt gì nha anh em, không bị nỉ nước nha, rò nước gì nha anh em. Máy chạy rất là êm. Rồi mình sẽ bấm công tắc ra nha anh em, là tắt nha. Đó, bấm tắt này, tắt bấm tắt này là mở này. Đó, quá là nhạy luôn. Rồi rồi mình đã hoàn thiện hết rồi nha, ngon lành. Đó, gọn gàng luôn. Rồi rồi thì cảm ơn em đã xem hết video clip mình nha. Cảm ơn em đã tin tưởng ủng hộ thời gian vừa qua, cảm ơn em rất là nhiều đã bỏ thời gian xem video và tin tưởng và ủng hộ mình và liên hệ qua số điện thoại mình nha. Rồi cảm ơn em rất là nhiều đã xem hết video. Rồi anh em xem xong clip thứ hai hãy cho được like, đăng ký kênh nha, để ủng hộ mình nha anh em. Rồi, cảm ơn em rất là nhiều. Rồi hẹn gặp lại anh em các video clip khác. Rồi xin chào bạn là anh em, bye bye.